Hello xin chào anh em đã quay trở lại cái video ngày hôm nay của kênh Góc xây dựng nhá. Thì hôm nay ở cái video này thì em đang thì thi công một cái móng của một cái nhà 2 tầng. Đấy, nhà 2 tầng một tum thì hệ nhà cấp 4 nha mọi người nhá. Thì hôm nay em sẽ thi công một cái móng dạng móng cọc thì cho anh em xem. Đấy, móng đài cọc nha mọi người nhá. Đây thì mình sẽ quay lại và chia sẻ lên cho anh em xem những anh em nào đang có nhu cầu làm cái kiểu móng như thế này. Có thể là xem video để có thể là áp dụng được Và cũng có thể là tham khảo ở video này Nếu thấy video hay thì nhớ đăng ký kênh và like Chia sẻ video ủng hộ cho kênh Ngọc Xây Dựng nha Thì ở đây mọi người có thể thấy là hệ thống sắt ở đây là đều được sử dụng uh, uh, Sắt dầm chính thì là được sử dụng bằng 6 cái phi 20 nha. Sắt dầm chính là được 6 cái phi 20 Còn uh, sắt uh, đế và sắt lồng ở đây là sử dụng bằng phi 12 nha tất cả sắt lồng ở đây là sử dụng phi 12 còn đai là sử dụng bằng đai sắt 8 nha mọi người nha đai sắt 8 và hệ thống cột ở đây là sử dụng bằng cột là phi 18 nha cột là sử dụng phi 18 và đai sắt cột thì là được sử dụng bằng phi 6 đấy là tất cả những cái thông số về sắt thì mình giới thiệu cho mọi người là như vậy thì bây giờ mình sẽ đi vào cái phần là chi tiết là cái cách bố trí sắt như thế nào cho nó đúng nhá Đấy thì ở đây nó có rất là nhiều loại sắt từ phim 12 cho đến 18 cho đến 20. Đấy thì anh em uh, thi công nhà anh em nhớ dặn các bác chủ thầu là thi công theo từng hạng mục sắt một, một nhé Thì ở đây mọi người có thể thấy là uh, móng uh, đài cọc ở đây thì uh, được sử dụng bằng cái lồng, một cái lồng uh, lồng đài. Đấy thì cái lồng đài này là có cái chiều cao là 45 cm, sắt là 45 cm, dầm là dầm 500. nha mọi người nhá. Đấy thì ở đây là được ép cọc bê tông. Đấy, cọc bê tông này được ép với cái độ sâu là 5 m mọi người nhé Tùy vào thế đất, có thể là thế đất khác là ép sâu hơn. Và sắt cọc là anh em phải bẻ ra 30% nhá. Đấy, sắt cọc bẻ ra 30% và độ cao của đầu cọc ở đây là từ cốt nền lên đầu cọc là phải để trừ lại 10 phân để đổ bê tông nhé anh em nhớ nhớ cái yêu cầu kỹ thuật này và tiếp theo thì hệ thống sắt đai ở đây là được buộc uh, hai bên đầu dầm đấy anh em nhớ nhá hai bên đầu dầm ấy thì anh em sẽ buộc với cái khoảng cách là 10 cm một cái còn ở phần giữa dầm đây này đấy cái phần ở giữa dầm này thì anh em sẽ buộc với cái khoảng cách là a 15 là 15 cm à, anh em sẽ buộc thưa hơn còn hai bên đầu dầm này thì anh em sẽ buộc mau hơn nhé đấy hai bên đầu dầm thì luôn luôn buộc mau và ở khoảng ở giữa thì là nó không hay chịu được nhiều thì anh em sẽ buộc thưa ra nhé yeah. đấy còn cái khoảng cách của cái sắt cột là anh em sẽ buộc với khoảng cách là 15 cm một cái đai sắt tạo a à, sắt 6 nhé yeah. và một cái lưu ý rất quan trọng nữa là khi anh em thi công ván bê thì anh em xây một một bên là anh em xây bê một, một bên là anh em ghép ván khuôn định hình thì anh em sẽ phải sử dụng một cái uh, dâu sắt sắt 6 này anh em cắt về cứ 300 sau anh em buộc vào cái dầm này đấy sau đó là khi đổ bê tông ấy, thì anh em nó sẽ có một cái khối dầm là 300 500 đấy, đúng như trong thiết kế nó sẽ không bị xê dịch đấy anh em làm những cái cứ như vậy thì nó rất là đảm bảo một cái kỹ thuật rất là nhỏ thôi nhưng mà nó để cho cái khuôn dầm của chúng ta nhìn nó rất là đẹp đấy đổ không biết là có tiêu chuẩn hay không nhưng mà nhìn trước mắt là nó vuông vắn nó đẹp nhé mọi người nhé còn đối với những cái dầm phụ như là những cái dầm nhà vệ sinh như này nó rất là nhỏ nó có bề rộng có 1 mét thôi thì chúng ta chỉ sử dụng bằng 4 cây phi 20 Và buộc với đai sắt 6 thôi Đấy còn uh, những cái dầm chính thì anh em sẽ phải sử dụng bằng uh, sắt 8 nhé Đai sắt 8 nhé Đấy và những cái đáy dầm thì anh em sẽ phải kê lên nhé Đấy anh em nhìn thấy mình cũng đã kê một nửa viên gạch lên kia Đấy anh em phải kê cái đáy dầm lên để cho nó có cái độ bao phủ bê tông Thì nó sẽ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật hơn Đấy sắt cột ở đây là buộc bằng đai uh, phi 6 về cái chiều cao là 15 cm một cái đấy và đầu của những cái cột này thì anh em nên buộc túm vào để cho cái cột của chúng ta nó được chắc nó không bị lung lay đấy khi nào đổ xong thì anh em sẽ tháo ra đấy, thi công nó sẽ dễ dàng hơn và một cái điều rất quan trọng nữa khi anh em thi công những cái móng như thế này là anh em sẽ phải be đấy. anh em xe anh em một là anh em xây hay là anh em sử dụng ván sắt để anh em be đấy và chung quanh thì anh em những cái bức tường nào ấy mà nó không có cái điểm câu kết ấy. đấy ví dụ như bức tường này là anh em xây một bức tường 10 nhưng mà nó không câu nó không được câu vào đâu cả độc lập thì anh em sẽ phải ra cố chống thêm vào khi bê tông tươi người ta dội vào ấy nó phun khi bê tông tươi nó phun ấy, thì là nó sẽ nháo nó sẽ lúc chúng ta đầm dùi vào ấy nó sẽ đẩy hết cái tường của chúng ta ra đấy ở đây thì cái tường này là nó không câu kết vào đâu thì nên là các bác thợ nhà mình đang thì chống phụ thêm còn những cái bức tường ở bên kia thì nó được uh, câu kết với nhau thì chúng ta không cần phải chống nhé Chỉ có cái bức tường này là nó không câu kết vào đâu thì chúng ta phải Chống phụ thêm Còn bác thợ nhà mình thì đang ghép uh, Cái khuôn uh, đáy bể phốt nha mọi người nhé Đấy khi uh, đổ xong dòng bóng thì sẽ đổ luôn cái đáy bể phốt luôn Đấy tận dụng luôn là lúc đang có bê tông tươi là, là chúng ta sẽ làm luôn đấy Còn bên này thì các bác thợ vẫn đang tiếp tục là thi công uh, các cái hộp móng đài đây. Mọi người có thể thấy đấy. bác đang thì đan uh, móng. Đấy thì đang thì sử dụng phi 12 để đan những cái hộp mà đài móng. Đấy thì anh em uh, thi công dầm xong xuôi hết rồi thì anh em sẽ đi lồng cái uh, cái cái đài này nhá. Đấy, cái đài này thì anh em sẽ buộc hai lần. Một lần anh em buộc cái đế ở dưới ok hết cái đế ở dưới đi. Đấy. sau đó là anh em mới bắt đầu đi lên buộc cái cái lồng ở trên nhé thì nó mới dễ làm. Thì cái lồng này thì anh em buộc với khoảng cách là A15. Đấy 15 cm một thanh. Đấy thì là nó rất là à, vừa với cái cái khoảng cách của chúng ta. Đấy, còn đối với cái cột thì anh em à, nên buộc là ở dưới chân cột này này. Đấy, dưới chân cột này thì anh em buộc à, mau lên cho mình. Đấy, chân cột và cái đầu cột thì anh em buộc hơi mau lên một chút đấy thì còn ở giữa này thì anh em chỉ cần buộc 15 cm một cái thôi. Đấy, nói chung là ở ở dưới chân chân cột thì anh em nên buộc mau, còn ở giữa cột thì anh em buộc thưa thôi. Nha, đấy. Dầm cũng thế, hai bên đầu dầm lúc nào anh em buộc đai mau hơn, còn ở giữa thì anh em buộc uh, thưa hơn. Đấy là những cái uh, dễ nhỡ nhất trong xây dựng là anh em làm. Còn bên này thì mọi người cũng có thể thấy là Uh, đang thì uh, đội thợ đang thì thi công cái phần là uh, buộc cột nha mọi người nhé. Đấy khi sau khi mà mình đã làm hết sắt dầm rồi. Đấy sắt đài uh, anh em làm dầm này, xong làm các cái hộp đài này xong xuôi hết thì anh em mới bắt đầu đi uh, uh, sỏ cột nhá. Đấy, cột ở đây thì mình uh, sẽ bẻ chân của cái cột này ra là 25 cm. Đấy. Anh em bẻ cái mỏ ra 25 cm nhá, xong anh em luồn cột vào. luồn cột buộc cố định buộc là cực kỳ là phải chắc vào. Đấy, sau với anh em gia cố một hai cái đai vào.